Hôm nay ấy, anh vừa lĩnh lương xong, nên là em thích ăn gì cứ gọi thoải mái đấy. Em sao thế? Anh đã hứa ấy, là lĩnh lương xong anh sẽ đưa em đi ăn những món em thích. Mà sao trông em có vẻ không vui nhỉ? Anh à, em nghĩ chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu. Lan Anh, em nói gì đấy? Sao lại không thể tiếp tục gì? À, anh làm gì khiến em không hài lòng à? Sao tự nhiên em lại như thế? Có chuyện gì em phải nói đi chứ. Sai đâu thế còn sửa? Im im vậy. Thôi, anh đưa em về đi. Em thấy trong người không được khỏe. Đây. Mình đã làm gì sai nhỉ? Rõ ràng là on Facebook không trả lời mình là sao? Kiểu gì cô ấy cũng hết giận cho mà xem. Giật cá mình luôn nữa. Đi đường kiểu gì đấy? Cậy xe đẹp à? Lan Anh, sao em lại làm thế với anh cơ chứ? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người đàn ông yếu đuối như cậu đấy. Thất tình mà đi uống trà sữa. Ai bảo là tôi thất tình? Đây là clip của cậu. Tôi vừa post Facebook xong. Có kha khá người share rồi. Hy vọng người yêu cậu sẽ thấy được. Ông... Và để tôi nói với cậu một điều nhá. Người phụ nữ ấy, họ chỉ cảm thấy an toàn, hạnh phúc và muốn yêu một người đàn ông có chí tiến thủ trong cuộc sống và công việc thôi. Nếu cậu muốn cô ấy quay lại với cậu ấy thì hãy chứng minh điều đó đi. Cố lên. Được, tôi... Mình phải thật cố gắng mới được. Bản kế hoạch này rất tốt.
Tôi tin chắc chắn rằng nó sẽ thành công. Mọi người cùng vỗ tay nào. Cậu Hải đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng đấy. Dạ, vâng ạ. Tôi có một công ty muốn hợp tác về sản xuất linh kiện điện tử. Họ có nhân lực nhưng mà lại không có đủ tiền để phát triển lớn hơn. Tôi thấy là công ty này cũng có tiềm năng, nhưng không hiểu sao mà các nhà đầu tư khác lại không chịu hợp tác. Cậu Hải này, tôi muốn cậu đến gặp họ để bàn bạc về chuyện hợp tác này. Dạ, vâng, chị cứ tin ở em ạ. Thôi, mọi người về làm việc đi. Chúc mừng anh nhá. Chúc mừng giám đốc. Chào anh có phải... Ra là cô à? Tôi cứ tưởng là giám đốc công ty điều hành này là ai? Hóa ra lại là một người không có gì như cô à? Bảo sao? Không có công ty nào hợp tác là phải. Anh... Tôi nói sai à? Hả? Tôi đã đọc qua thông tin của công ty cô rồi. Cũng có tiềm năng đấy. Nhưng mà muốn công ty tư cấp muốn để phát triển á? Đừng có mơ! Anh Hải, chuyện cũ qua lâu rồi. Tôi mong anh nói chuyện với tôi trên cương vị là hai vị đối tác được không? Tôi không thích đấy. Tôi bây giờ khác rồi. Cô nhìn đi, quần áo, địa vị, tất cả mọi thứ tôi đều có. Năm xưa cô chê tôi nghèo, đi xe xấu, nên cô bỏ tôi đi theo thằng đại gia khác. Bây giờ cô sáng mắt chưa? Em không ngờ anh lại thay đổi thành con người như thế này đâu. Anh không còn là anh Hải mà ngày xưa em yêu rồi. Cái gì? Yêu á? Tôi hoặc anh nhầm không nhở? Cô chưa bao giờ yêu tôi cả. Ngày xưa ấy, cái lúc mà cô bỏ tôi đi theo thằng SH ấy, tôi vẫn còn lá bục mặt ngoài đường kia kìa. Vẫn phải dỗ cô lúc cô giận dỗi. Nắng mưa gió rét, tôi vẫn phải lo cho cô từng ly từng tí. Vậy mà cô phản bội tôi à? Chào anh. Giờ còn lôi nhau ra đây cả, hả? Anh nói cái gì vậy? Hai người định làm cái gì? Hải đôi gian phu dâm phụ kìa. Anh đang nói kiểu gì đấy? Anh có biết bây giờ mình đang là giám đốc rồi hay không? Đúng. Bây giờ tôi làm giám đốc, còn hai người thì đang phải cầu cứu tôi đấy. Còn đấy nhục không? Hả? Anh hơi bị quá rồi đấy. Chị Lan Anh, chị đi đâu đấy? Này, cậu vừa gọi cô ấy là gì? Chị ấy là chị ruột của tôi đấy. Sao lại thế được? Sao lại chị ruột gì ở đây? Rõ ràng hồi tôi thấy hai người lại nhau, nói chuyện tình cảm lắm cơ mà. Anh hiểu lầm chị tôi rồi. Tôi biết anh là người yêu cũ của chị ấy. Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Là sao? Tất cả là tại bố tôi mà ra. Năm đó chị tôi đang làm đồ án, nếu thi tốt chị tôi sẽ được du học nước ngoài. Bố tôi nghe tin chị tôi có người yêu nên đã ra sức ngăn cản. Cuối cùng chị ấy đã nghe theo bố. Có lẽ chị ấy thấy chuyện này khó nói nên đã dùng cách im lặng với anh. Chị ấy vẫn luôn theo dõi từ bước phát triển của anh. Vậy mà anh lại dùng những lời lẽ không hay với chị tôi. Tôi xin lỗi. Anh cũng lớn rồi, lại là giám đốc nữa. Tôi thật buồn vì những gì chị tôi đã kỳ vọng vào anh. Người anh lên xin lỗi là chị tôi kia kìa. Tôi đúng là không nên xử sự như vậy. Anh xin lỗi. Anh tệ quá. Anh đã hiểu lầm em rồi. Không phải. Tại em ngu ngốc, không nói cho anh biết. Tại em im lặng nên làm cho anh buồn.
Em mới là người về xin lỗi anh. Anh đã sai khi đã cư xử với em như vậy. Giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện rồi. Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho em, cho cả công ty của gia đình em nữa. Em cảm ơn anh. Thật sự thời gian qua đối với em rất là khó khăn. Hôm nay em cũng không nghĩ là gặp anh trong hoàn cảnh này đâu. Anh thay đổi nhiều quá. Lúc nãy anh hơi nóng tính. Anh xin lỗi vì đã cư xử với em như vậy. Vì dù sao anh cũng đang là cương vị của một giám đốc. Thật sự cư xử như vậy là không đúng. Anh xin lỗi. Anh hiểu ra vấn đề tốt rồi.